quá chấn động luôn. Xe của hai anh trai, ừ, đổ quá nhiều thứ luôn. Gì đây? Heo Brembo, mô tô, đĩa phay, dây dầu, mấy? Brembo hả? Mấy triệu không giấy tờ á? Không giấy tờ, hơi triệu. Chấn động luôn. Bô Rasinuma, cục sau RS, gấp nhôm, chấn động. Hơi triệu không giấy tờ. Quá ghê. Dân chơi rồi, độ xe quá dữ rồi. Gương khói luôn. Chân chống nhôm. Chấn động, chấn động rồi. Yên, yên độ luôn, quá tan. Wow, sick.